là được rồi đấy em nhỉ? Ồ không, cái này ta phải qua thêm một lần xào nữa nha. Đã hoàn thành cái món ăn rất cầu kỳ này, rất là đẹp. Là vâng. Ra cùng thưởng thức thôi. Vâng, em mời anh. Chúng nói là vị cá rất dai, thơm thịt và cái độ ngọt của nó rất ngon. Ngoài chất lượng của con cá thì lòng hồ sông Đài ra các gia vị quyện vào nhau tạo nên một món ăn rất là ngon, rất là tuyệt vời. Dạ vâng.